có thông báo sẽ tăng học phí đại học 12 triệu một năm. Vậy khóa 2012 có tăng học phí không? Thì cũng không hiểu rõ là cái thông tin này ở đâu. Nhưng mà hiện tại thì nhà trường vẫn thực hiện cái lộ trình học phí theo cái nghị định 49 của nhà nước. Tức là theo cái mức học phí, đúng theo cái mức trần học phí của nghị định 49, tức là năm 2014-15. Thì cái tín chỉ, cái mức thu học phí tín chỉ thì đã có cái thông báo, đã dám lên công khai ở cái phòng kế hoạch tài chính rồi, và cũng đã gửi về các khoa rồi, thì các em đọc rõ cái thông tin. Và cái việc mà tăng học phí thì chưa có cái lộ trình. Đến năm 2015-16 thì lúc đó là nhà trường thì có cái kế hoạch